Hiếu xin chào quý bà con nông dân. Thì trên tay Hiếu đây là cái sản phẩm mà Replet Extra. Đó, sản phẩm này do Syngenta sản xuất và phân phối tại thị trường Việt Nam. Trong cái chai thuốc này thì nó có hai cái hoạt chất tiên tiến mà phòng trừ nấm phổ rộng. Đặc biệt thì nó giữ xanh cái bộ lá đồng. Rồi cái hạt của mình nó sáng hạt và non nóc. Cái chai Replet Extra thì bà con có thể sử dụng được 10 bình 25 lít. Đó. Nếu mà tính về cái chi phí của từng bình á, thì nó rất là rẻ. Nếu bà con có mua sản phẩm mà Replet Extra từ chỗ Hiếu á, thì bà con hãy yên tâm, bởi vì đây là cái nguồn hàng mà do Hiếu nhập trực tiếp từ công ty. Cái sản phẩm này Hiếu đang ra cho mọi người với giá là 370.000 nha mọi người. Nếu mọi người cần thì cứ liên hệ Hiếu, Hiếu sẽ ship cho mọi người.